Đất ở thành phố Hồ Chí Minh được bồi thường tối đa gấp 25 lần giá nhà nước, quyết định vừa được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Nhiều lần xử lý nhưng vẫn tái diễn, tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ đê tại một xã của Nam Định đang dấy lên nguy cơ sạt lở khi mùa mưa đang đến gần. Hở chút là ghi hình, có cơ hội một chút là livestream, kể cả là tại một đám tang, một phản xạ đáng bàn luận của nhiều người trong thời đại số và mạng xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố hệ số điều chỉnh giá đất của thành phố để lập phương án bồi thường năm 2023 áp dụng từ ngày 18 tháng 3. Theo đó thì hệ số điều chỉnh giá đất ở tối đa là gấp 25 lần giá nhà nước, còn đất nông nghiệp là gấp 38 lần. Đất ở tùy quận huyện thì có hệ số điều chỉnh gấp từ 3 cho đến 25 lần so với giá nhà nước. Khu vực có hệ số cao nhất tối đa 25 lần là huyện Hóc Môn và thành phố Thủ Đức. Khung hệ số này tăng 10 đơn vị so với năm 2022. Xếp sau là huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi. Đất nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh có hệ số cao từ 5 đến 38 lần giá nhà nước, tăng so với hệ số tối đa năm ngoái là 35. Nơi có hệ số cao nhất là huyện Bình Chánh với khung hệ số từ 15 đến 38 lần giá nhà nước. Các địa phương có hệ số tối đa 35 lần gồm có các quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp. Các địa phương còn lại thì có hệ số tối đa dưới 30. Hệ số điều chỉnh giá đất được thành phố đưa ra hàng năm nhằm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. So với năm 2022 thì hệ số năm nay cao hơn và được ban hành sớm hơn 5 tháng. Tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ đê trên đoạn đê Bối Sông Đào nằm trên địa phận xã Nam Phong thuộc thành phố Nam Định vốn là đã diễn ra nhiều năm nay. Tuy nhiên thì thời gian gần đây, những bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép mọc lên dọc tuyến đê này không những là gây ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ mà còn có nguy cơ gây sạt lở đê. Mặc dù là chính quyền đã nhiều lần xử phạt hành chính, thế nhưng mà tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để. Khu đất bãi ven sông Đào thuộc xã Nam Phong vốn được quy hoạch là đất sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng sau khi được một số hộ dân thuê, thì hầu như chẳng có cây trồng nào mọc lên mà lại xuất hiện vô số hố cát như thế này. Vốn là khu vực ngã ba sông nên lượng cát bồi đắp tại khu vực này rất lớn. Lợi dụng việc thuê đất sản xuất nông nghiệp, người dân địa phương đã chuyển nhượng lại những lô đất này cho một số đơn vị đến đây khai thác và tập kết các loại vật liệu xây dựng. Chỉ đến khi khai thác xong, chủ bãi mới trồng một số cây chuối lên để ngụy trang. Mặc dù chính quyền xã Nam Phong thì khẳng định rằng là không cấp phép cho bất cứ một cái điểm tập kết vật liệu xây dựng nào. Thế nhưng mà thực tế mà khi chúng tôi đi ghi nhận thì dọc theo cái con sông Đào trên địa bàn xã Nam Phong này xuất hiện hàng loạt những cái điểm tập kết vật liệu xây dựng trái phép như thế này. Với cái danh nghĩa là thuê đất để sản xuất nông nghiệp, thế nhưng mà thực tế thì người ta đã tập kết về đây rất nhiều cát, sỏi, các loại vật liệu xây dựng và rất nhiều các cái phương tiện máy móc như những chiếc xe xúc như thế này. Và ngay khi chúng tôi xuất hiện thì những cái người lái máy xúc đã vội vã bỏ đi và để lại những cái gầu xúc vẫn còn đầy một cái gầu cát như quý vị thấy ở kia. Ở một vị trí khác, những chiếc máy múc liên tục khoét sâu xuống lòng đất bãi để chở cát mang đi. Nhiều vị trí hố trên bãi đất này thậm chí còn sâu hơn cả mực nước mặt của con sông Đào ở phía ngoài. Đã nhiều lần bị Ủy ban nhân dân xã Nam Phong xử phạt vi phạm hành chính về việc múc đất trái phép và yêu cầu phải khôi phục lại tình trạng đất ban đầu trước khi vi phạm. Thế nhưng suốt từ tháng 5 năm 2022 đến nay, việc khôi phục vẫn chưa đạt được kết quả theo như yêu cầu của lãnh đạo xã. Thế bây giờ tôi hỏi các anh là bây giờ tôi cũng phải đi mua đất, đúng không? Thì để tôi giả lại mặt bằng. Đấy, tôi đang khắc phục, chứ không phải là tôi bảo là tôi không khắc phục. Những vị trí khai thác, tập kết vật liệu xây dựng trái phép đều nằm sát chân con đê Bối. Một số điểm đã xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng, gây hư hỏng kè đê. Trong khi đó, theo quy định của luật đê điều, hành lang bảo vệ đê cấp 5 đối với tuyến đê Bối như thế này có phạm vi tối thiểu không được nhỏ hơn 5 mét. Đây là một cái hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống thiên tai và cái công trình đê điều. Ủy ban xã đã lập biên bản phạm hành chính và ra quyết định xử phạt và buộc đối tượng phải khắc phục lại cái trả lại cái hiện trạng ban đầu. Trên địa bàn xã Nam Phong hiện nay có ít nhất 3 điểm tập kết vật liệu xây dựng trái phép sát chân đê. Dù Ủy ban nhân dân xã đã có nhiều lần phối hợp với hạt quản lý đê tiến hành kiểm tra xử lý, thế nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Mùa mưa lũ đang đến gần, trong khi đó gần 100 mét đê bị sạt lở sát điểm tập kết vật liệu xây dựng từ năm ngoái đến nay vẫn chưa sửa chữa xong. Thay vì xếp hàng trang nghiêm kính cẩn thì mới đây trong đám tang một người nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương, nhiều đôi chân của đám đông hiếu kỳ lại sẵn sàng chen chúc leo cả lên phần mộ của những người đáng kính khác để tìm bằng được vị trí quan sát thuận lợi, không chỉ cho mình mà còn cho cả chiếc camera của mình nữa. Nghệ sĩ chân chính thì luôn muốn được khán giả yêu,
nhưng tình yêu của nhiều khán giả thời này cũng kèm theo một điều kiện đặc biệt, cứ phải gắn với chiếc camera mới chịu được. Vâng thưa quý vị, trước sự ra đi của một người mà nhận được nhiều tình cảm yêu mến, nhiều sự trân trọng của khán giả, đáng ra phải là một không gian tiếc thương bao trùm. Thế nhưng với nhiều người có mặt tại buổi tang lễ ngày hôm đó thì có lẽ tiếc thương giờ chỉ còn là một việc mà thôi. Việc quan trọng hơn đối với họ đó là phải ghi hình bằng được những hình ảnh của đám tang ấy. Phải ghi hình bằng được hình ảnh của những nghệ sĩ nổi tiếng khi mà đến tiễn đưa người tiền bối, người đồng nghiệp, người bạn nghề mà họ trân quý. Đằng sau mỗi câu chuyện đang xảy ra thì luôn có những góc nhìn. Và hôm nay thì hãy nói về việc sử dụng những chiếc camera. Quý vị đang theo dõi mục Chuyện Nóng của Chuyển Động 24 giờ. Tôi rất thích câu hỏi tại sao? Bởi khi dừng lại và đặt câu hỏi này thì ta sẽ tự cảm nhận được một góc nhìn nào đó về một sự kiện đang diễn ra. Bây giờ thì hãy thử áp dụng vào trường hợp mà chúng ta đang bàn tới ở đây. Tại sao người ta lại quyết tâm có bằng được những hình ảnh của buổi lễ tang? Cùng với câu hỏi đó thì quý vị hãy nhìn vào hai dấu hiệu sau đây có thể thấy ngay. Thứ nhất đó là đạo cụ mang theo của những người liên tục quay chụp này. Nó khá là chuyên nghiệp đúng không thưa quý vị? Không chỉ có một chiếc điện thoại đâu mà còn có nhiều chiếc điện thoại trên cùng một giá đỡ nữa. Rồi máy ảnh, rồi thậm chí là cả micro để thu âm tiếng hiện trường. Và thứ hai, dấu hiệu thứ hai như quý vị cũng có thể thấy, đó là sự xuất hiện của những tít bài trên mạng xã hội như thế này. Đây đều là những thông tin sai sự thật, mà sau đó thì chính gia đình của người nghệ sĩ kia đã phải bức xúc đính chính lại. Với hai dấu hiệu đó thì có thể thấy là đây chính là những nhà sản xuất nội dung trên mạng xã hội. Cái họ cần ấy là những góc máy độc lạ cập nhật ngay từ hiện trường. Họ sẽ chế biến nó sao cho thật là hấp dẫn và gửi ngay cho khán giả của mình. Vì cái mà khán giả của những kênh đó cần là thông tin ngay và luôn, đúng sai thì tính sau cái đã. Trong khi mà việc xử lý những thông tin phản cảm, thậm chí là sai sự thật chưa thể diễn ra ngay lập tức một cách triệt để từ phía cơ quan chức năng hay là từ chính các nền tảng đăng tải, thì những tít bài như thế vẫn đang thu hút được những cái click chuột tò mò của nhiều khán giả. Mà mỗi cái click như vậy lại là vài đồng quảng cáo được cộng lên cho kênh. Thực tế là những đồng quảng cáo ấy sẽ còn tăng lên nữa, bởi sự tò mò là quá lớn và động tác click chuột lại là quá dễ dàng. Vâng, tất nhiên không phải là tất cả những chiếc camera quý vị nhìn thấy đều là của các YouTuber, của các TikToker, của những người sản xuất nội dung. Vậy thì với những người còn lại, họ đang cầm máy, họ đang ghi ngoài kia. Quay trở lại với câu hỏi đầu tiên trong phần trình bày này, tại sao họ lại quyết tâm có bằng được những hình ảnh của buổi lễ tang này như vậy? Có lẽ câu trả lời sẽ là sự cộng gộp của hai yếu tố: hiếu kỳ và thói quen ghi hình bằng điện thoại. Hiếu kỳ thì con người xưa nay vẫn vậy. Thế còn thói quen ghi hình bằng điện thoại ấy, thì quả thực là cùng với sự phát triển của công nghệ, thói quen này đang ngày càng ăn sâu vào phản xạ của mỗi người chúng ta. Ví dụ như thế này, giờ đây chiếc camera điện thoại có thể trở thành một công cụ tự vệ. Đó sẽ là một câu thoại mà quý vị đã nghe thấy ở đâu đó rồi đấy. Tôi tin là như vậy. Khi gặp một tình huống nào đó xảy ra với mình thì người ta thường sẽ rút điện thoại ra như thế này. Bật camera lên, chĩa về phía người gây ra tình huống đó với mình và bắt đầu hỏi những câu quen thuộc. Anh đang làm gì đấy? Tôi đang ghi hình đấy nhá. Này, tôi đang ghi hình đấy nhá. Anh làm gì đấy? Anh làm lại xem nào. Thưa quý vị, đó là tính năng tự vệ của chiếc camera điện thoại này. Thế rồi thì chiếc điện thoại này cũng như trở thành một cuốn nhật ký bằng hình ảnh để ghi lại mọi sự lạ mà chúng ta gặp hàng ngày nữa. Nhưng vấn đề quan trọng đó là dù công dụng của chiếc điện thoại này là gì thì những hình ảnh mà nó ghi được ấy, sử dụng nó như thế nào thì đôi khi nó lại có những sự mâu thuẫn ở trong đó. Tôi có một câu hỏi tình huống như thế này, mời quý vị sẽ cùng suy nghĩ với các bạn trẻ sau đây. Xin mời. Thưa quý vị khán giả thân mến, bây giờ sẽ là cuộc trò chuyện rất nhanh trong chương trình hôm nay. Đầu tiên phải nói một điều khẳng định với khán giả đã, đấy là tất cả các bạn ở đây đều chưa biết câu hỏi tôi định hỏi là gì đúng không? Vâng ạ. Tập trung nhá. Đi dạo ngoài đường, các bạn thấy có một đôi bạn trẻ kia tỏ tình với nhau, lãng mạn quá, đầu tư rất là công phu, trái tim đồ các thứ, nến đèn hoa các thứ, rất đẹp, rất lung linh, không khí rất lãng mạn, có rất nhiều người xung quanh đấy. Cầm điện thoại lên và quay lại hình ảnh của đôi bạn trẻ đang tỏ tình đấy. Ai thấy bình thường giơ tay. Nghĩ nha, giơ tay. Các bạn thấy bình thường vì các bạn đã thấy rất nhiều những cái đoạn clip như thế trên mạng xã hội. Đúng rồi. Đó là điều đương nhiên, tôi nghĩ là nhiều khán giả cũng sẽ đồng ý với ý kiến đó. Tiếp câu thứ hai này. Nếu như
vẫn trong hoàn cảnh đấy, vẫn có một cặp đôi tỏ tình với nhau như thế. Nhưng một trong hai người thuộc cặp đôi đó chính là bạn. Và bạn phải từ chối hoặc bị từ chối trong cuộc tỏ tình đó. Và lúc đó bạn nhìn ra xung quanh, thấy có rất nhiều người đang giơ máy điện thoại lên để quay lại hình ảnh tỏ tình. Bao nhiêu người trong số các bạn sẽ nghĩ rằng là ước gì họ không up đoạn clip đấy lên mạng xã hội. Là cũng tất cả. Các bạn có thấy hơi mâu thuẫn một chút không? Khi mà chính mình vừa thấy rằng việc quay clip của một cặp đôi tỏ tình là việc rất bình thường, nhưng cũng chính mình lại cũng thấy rằng là việc up cái đoạn clip đấy lên cũng phải xem xét một chút đấy. Lâu vui không thì mình có thể lên xin phép chủ nhân trước khi mình đăng chứ. Mình đã buồn về vấn đề là mình bị người yêu từ chối rồi, xong rồi còn bị bêu dếu lên ai cũng biết trên mạng nữa. Cái người up mà có ý định mà bêu dếu ấy, thì kể cả cái việc mà tỏ tình nó hoành tráng hay thành công thì nó vẫn là cái góc nhìn bêu dếu. Còn nếu mà cái góc nhìn của người ta là kiểu ủng hộ hay là thiện chí ấy, thì kể cả bị từ chối hay là up thì nó cũng sẽ có những cái góc nhìn mà kiểu bảo vệ cái người mà trong cuộc hơn. Sẽ tùy theo cái góc người mà người ta up lên. Vậy là một cách rất phản xạ thì việc quyết định có đưa một hình ảnh nào đó lên mạng xã hội hay không sẽ phụ thuộc vào việc là mình có bị ảnh hưởng gì qua hình ảnh đó hay không. Phản xạ này là không sai, thế nhưng mà rõ ràng nó là chưa đủ và vẫn đang tồn tại. Việc đủ bình tĩnh, đủ sáng suốt mà nghĩ trọn vẹn tới quyền lợi của người khác trước khi đưa một thông tin lên mạng xã hội, đặc biệt là những tin nóng, nó luôn là một thử thách. Với tôi cũng như vậy. Tóm lại là việc ghi hình thì dễ, còn việc sử dụng hình ảnh thì còn nhiều điều chúng ta còn lúng túng. Và trong phần cuối của chuyện nóng ngày hôm nay thì bây giờ mời quý vị sẽ cùng làm rõ một số điểm còn lúng túng ấy với khách mời của chương trình, luật sư Phạm Thanh Bình, Đoàn Luật sư Hà Nội. Thưa anh Bình, là cuối cùng cái giới hạn của được và không được khi mà đưa lên mạng xã hội những đoạn clip đó về mặt hình ảnh cá nhân là gì? Theo quy định tại điều 32 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Và mọi cái trường hợp sử dụng cái hình ảnh cá nhân là phải được sự đồng ý cho phép của cái người có hình ảnh. Bây giờ mình hãy nói về một số tình huống cụ thể đi. Ví dụ như là một đoạn clip này chẳng hạn. Quý vị khán giả khi xem đoạn clip này sẽ thấy nó là một tình huống rất hay gặp trên mạng xã hội hiện nay. Sẽ trình đủ chứ nào, làm sao chứ? Đứng ra trước. Nhân luật em không biết quay. Mục đích quay của em là mục đích gì? Để mục đích gì? Em có quyền làm sao em quyền? Quyền em quyền giám sát gì ạ? Đúng rồi, em quyền. Đấy là gì, khi mà bị lực lượng chức năng, ví dụ cảnh sát giao thông chẳng hạn, dừng xe vì một cái lỗi nào đấy thì bắt đầu là rất nhiều những anh tài xế là sẽ rút điện thoại ra và sẽ bắt đầu ghi hình ngay. Trước hết phải nói rằng là cái quyền giám sát của công dân, cái việc người ta ghi hình là được phép. Thế tuy nhiên ấy, cái việc ghi hình này nó không được cản trở những hoạt động của lực lượng đang làm nhiệm vụ. Ví dụ như là trong cái vùng mà bảo đảm an toàn, trật tự an toàn, anh không được ghi hình ở trong đó. Như các chốt 141 là hai căng dây. Đấy, hai căng dây. Thế và theo quy định của thông tư 67 là anh không được phép ghi hình ở trong cái khuôn khổ ấy. Thế nhưng mà thực tiễn mà nói thì một phần là nó do công dân không hiểu biết, cứ nghĩ rằng là mình được cái quyền đó thì mình làm thế nào mình làm. Đối với cả cảnh sát giao thông thì người ta thấy rằng là cái việc ghi hình này được phép, thuộc kệ họ làm gì làm, miễn là ông đứng trong kia ông quay, ông đừng có ảnh hưởng đến chúng tôi là nhiệm vụ. Thế thì hai cái nguyên nhân khách quan chủ quan ấy nó làm dẫn đến cái tình trạng là cứ bị cảnh sát giao thông thổi còi là nhảy xuống rút điện thoại ra đòi ghi hình, có thể là bị là phạt hành chính từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Thế nhưng mà cái mức hình phạt này thì thực ra mà nói cũng hầu như chỉ những trường hợp nghiêm trọng thì mới áp dụng. Sẽ có rất nhiều những cái hình ảnh mà mình thấy là nó lan tỏa những thông điệp đẹp ở trên mạng xã hội. Ví dụ như là hình ảnh của anh hùng trong đời thực ấy, họ cứu người giữa đám cháy. Về mặt pháp luật mà nói thì cái việc sử dụng hình ảnh đó có được tính là sử dụng hình ảnh cá nhân và không được phép hay không? Chưa được phép hay không? Về mặt pháp luật, theo quy định điều 32 của Bộ luật Dân sự 2015 ấy, thì đấy là hình ảnh cá nhân của cái người hùng đấy. Vâng. Cho nên anh sử dụng, về nguyên tắc là anh sử dụng anh phải xin phép. Vâng. Thế tuy nhiên ấy, ở một cái giác độ tích cực thì cái việc mà phát tán cái hình ảnh cái người anh này anh lao vào đám cháy để anh đi cứu nạn nhân trong đám cháy, nó là một hành động anh hùng đáng biểu dương, hành động tích cực, thì người ta cũng không đặt vấn đề là cái hình ảnh này anh phát tán lên có được phép hay không, và người ta cũng không đặt vấn đề là xử lý cái hành vi đó. Em phải hỏi thêm anh một câu này ngay, đấy là có vẻ như tại Việt Nam của chúng ta có rất ít những trường hợp người ta kiện nhau, người ta mời pháp luật vào cuộc liên quan đến câu chuyện là hình ảnh của tôi đang bị xâm phạm. Tại sao? Thì cái nguyên nhân chính ở đây nó là hiện nay là cái quy trình về mặt tố tụng của ta quá rườm rà. Tôi nói ví dụ như là tôi muốn khởi kiện, tôi là người đi kiện, theo quy định của tố tụng dân sự tôi phải chứng minh. Tôi ví dụ tôi chụp màn hình Facebook, tôi chụp màn hình thì ra tòa án người ta chưa thừa nhận đấy là chứng cứ. Mà trong những trường hợp ấy là phải có mời thừa phát lại đến lập một cái vi bằng.
thì lúc đó cái vi bằng ấy mới được coi là chứng cứ. Cho nên đấy, cái rào cản về mặt chứng cứ, rào cản về mặt thủ tục tố tụng, nó làm cho người ta ít có cái mong muốn, hay là ít sử dụng cái công cụ pháp luật là khởi kiện cái người vi phạm ra tòa. Thì tóm lại á, là cái việc mà xâm phạm hình ảnh cá nhân của ở Việt Nam hiện nay là tương đối phổ biến, tốt có, xấu có, nhưng theo quy định của pháp luật thì đây là đều là những hành vi vi phạm. Thế và thực tiễn mà nói thì các tòa án cũng rất ít thụ lý những cái loại việc này. Khoảng 70% tiếp viên hàng không ở Nhật Bản đã trình báo là đã hoặc có khả năng bị chụp lén. Con số này đã tăng lên so với cuộc khảo sát vào hồi năm 2019. Và những bức ảnh chụp lén thì có thể là ảnh khuôn mặt, toàn thân hay là một số vị trí nhạy cảm. Các tiếp viên hàng không cho biết là khi phát hiện ra hành động này thì họ yêu cầu người chụp lén hãy xóa ảnh. Thế nhưng phần lớn vì sợ ảnh hưởng đến hành khách nên là đã bỏ qua. Tuy nhiên thì đây là hành động xâm phạm quyền riêng tư và Công đoàn Hàng không Nhật Bản đã kêu gọi các hình phạt cứng rắn hơn đối với hành vi chụp lén. Tuần trước thì chúng tôi đã phát sóng phóng sự phản ánh của người dân tại xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Phản ánh về sự việc đó là dự án mở rộng đường, lấy đất của người dân nhưng lại không đền bù cho họ. Trước vấn đề này thì phóng viên của Alo Chào Buổi Sáng đã làm việc với các bên liên quan để có thể tìm hiểu rõ về sự việc này. Theo phản ánh của các hộ dân thì trước đây, trục đường này là đường đất có chiều rộng mặt đường là 4m. Năm 2005, tuyến đường này được mở rộng thành 6m, hai bên đường. Mỗi nhà bị lấy 1m chiều dài vào phần đất ở và đất vườn, nhưng không được đền bù. Và người dân đã phản ánh tới chính quyền nhiều năm nay nhưng không được giải quyết. Nhưng đến giờ thì lại tiếp tục lấy thêm 3m dài từ đường vào nhà dân để mở rộng đường. Nhưng không hiểu sao, huyện Tân Yên không chi trả đền bù cho người dân mà giao cho một công ty tư nhân là công ty Tân Á Hoàng Minh đứng ra làm việc này thay cho huyện. Sổ đỏ của tôi là cấp từ năm 89 mà đất của chúng tôi là từ năm 45. Cái sổ đỏ của tôi nó không thể hiện hành lang mà đất của chúng tôi có trước mà nhà nước lên phương án quy hoạch sau. Thế thì bây giờ là không đền bù cho chúng tôi. Nếu mà được đền bù thì tính vào từ mép đường đây vào là hơn 3m nhân với chiều dài nhà tôi là 23,4m thì nó sẽ vào như thế là sẽ được gần 1 tỷ, nhưng mà không được đền bù thế nào cả. Trao đổi với phóng viên Alo Chào Buổi Sáng, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên cho biết từ tim đường kéo vào đất của nhà dân 6m thuộc đất giao thông và hành lang giao thông nên diện tích này người dân sẽ không được đền bù. Tuy nhiên thì khi phóng viên đề nghị cung cấp là tài liệu nào chứng minh đất giao thông và hành lang giao thông từ tim đường đến nhà dân là 6m và những tài liệu này có từ trước khi cấp sổ đỏ cho các hộ dân năm 1989 hay sau khi cấp sổ đỏ thì huyện Tân Yên chưa cung cấp được. Thậm chí các tài liệu liên quan tới việc mở rộng tuyến đường này năm 2005 cũng đã bị thất lạc. Đối chiếu thu thập các hồ sơ tài liệu trước đây, quá trình giải phóng trước đây cũng là không thu thập, không đầy đủ. Do vậy là đến thời điểm này, chúng tôi đã đề nghị với tỉnh những cái phần mà diện tích của các hộ không đồng thuận, không bàn giao thi công ngay đầu. Huyện Tân Yên cho biết hiện đang căn cứ vào hình thể của tuyến đường này trong bản đồ địa chính năm 1989, đo tay tuyến đường trên bản đồ và nhân theo hệ số tỷ lệ 1/1000 để suy luận bề mặt tuyến đường này năm 1989 là bao nhiêu để đưa ra quy định này. Tuy nhiên thì theo tìm hiểu của phóng viên, hình thể tuyến đường thể hiện trên hai tờ bản đồ địa chính nối nhau lại không hề giống nhau, cho thấy dữ liệu tuyến đường này thời điểm đó vẽ chưa đảm bảo độ chính xác. Người dân mong muốn tỉnh Bắc Giang vào cuộc làm rõ vì sao đất của người dân có trước khi có quy hoạch đường lại không được đền bù và vì sao quyền lợi hợp pháp của bà con được hưởng theo chính sách của nhà nước lại không được chi trả. Được biết là huyện Tân Yên cũng báo cáo tỉnh Bắc Giang dừng việc giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân đang gặp vướng mắc. Và trong ngày hôm nay thì huyện Tân Yên cũng sẽ có buổi làm việc để làm rõ nội dung khiếu nại của bà con. Quý vị có các vấn đề cần phản ánh, hãy alo tới Chào Buổi Sáng qua số điện thoại là 0858 247 247. Và đồng thời cũng hãy chia sẻ đến chúng tôi các câu chuyện người tốt việc tốt, các mô hình hay vì cộng đồng. Vượt xe là một kỹ năng cần thiết và quan trọng mà mọi người đều phải học, phải nắm được trong quá trình lái xe. Thế nhưng cách vượt xe đúng luật và an toàn thì có lẽ là đến bây giờ không phải ai cũng nắm chắc được. Ví dụ trong tình huống ngay sau đây. Theo camera hành trình của chiếc xe đi ngược chiều ghi lại cho thấy, một cô gái đi xe máy đang có vượt một chiếc xe container.
Tuy nhiên, do vượt không dứt khoát, lại thiếu chú ý quan sát, nên khi phát hiện chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình ở chiều ngược lại đang đi đến, cô gái đã vội phanh xe gấp. Do không làm chủ được tay lái nên cả người và xe đã ngã ra đường. Rất may, xe có gắn camera hành trình di chuyển chậm nên đã không gây ra tai nạn nghiêm trọng. Sau khi tình huống này được chia sẻ, nhiều ý kiến đã chỉ trích hành vi vượt xe liều lĩnh của cô gái đi xe máy. Tại Hải Dương thì một lái xe dùng giấy phép lái xe giả lại còn chở quá số người quy định vừa bị cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện. Lái xe sinh năm 1984 điều khiển ô tô khách di chuyển theo chiều là Hải Phòng Hà Nội. Ô tô loại 29 chỗ, thế nhưng tại thời điểm kiểm tra đã chở tổng số người là 41 người. Lái xe khai nhận khoảng tháng 4 năm ngoái, thông qua Facebook đã thuê một đối tượng làm giả giấy phép lái xe ô tô hạng E, chi phí là 5 triệu đồng. Vâng, và đúng là giấy phép lái xe giả bây giờ còn được các đối tượng giao bán rất công khai trên mạng xã hội. Không khó để tìm được những lời quảng cáo như là cấp bằng lái xe cấp tốc hay là hỗ trợ cấp bằng lái xe không cần thi và thậm chí là cấp bằng lái xe siêu rẻ bao soi hệ thống cổng thông tin điện tử. Mặc dù là cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo, thậm chí là bắt giữ các đối tượng làm bằng giả, thế nhưng tình trạng chào bán giấy phép lái xe giả vẫn tồn tại, đặc biệt là nhắm tới bộ phận người dân không muốn học mà vẫn có bằng lái. Đây là đối tượng Lê Hoàng Huy Thạch, quê tỉnh Thừa Thiên Huế, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Khê khởi tố về hành vi cung cấp thông tin, đặt và làm sử dụng giấy phép lái xe giả. Năm 2019, vì muốn có bằng lái xe ô tô hạng B2 nhưng lại không muốn mất thời gian đi học, Thạch đã liên hệ với số đối tượng trên mạng xã hội làm giả một giấy phép lái xe ô tô. Đến cuối năm 2022 thì Thạch bị phát hiện cùng giấy phép lái xe giả khi đang lưu thông trên đường. Cái thời điểm đó thì em còn mơ hồ về cái việc là người ta có thể làm được thật và giả với cái bằng. Nên thành ra em quyết định là em đăng ký với người ta cho nhanh. Thì em đặt. Thì sau đó khoảng vài ngày á, thì người ta có gửi lại cho em một cái bưu phẩm nó bao gồm một cái bằng lái xe hạng B2 cộng với một bộ hồ sơ gốc. Thống kê của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, thời gian gần đây số vụ việc liên quan đến giấy phép lái xe giả trên địa bàn có xu hướng gia tăng. Năm 2022, công an quận đã điều tra thụ lý 8 vụ, 9 bị can có hành vi đặt và sử dụng giấy phép lái xe giả. Tất cả các trường hợp trên, cơ quan cảnh sát điều tra đã lập hồ sơ đề nghị điều tra, đề nghị viện kiểm sát truy tố trước pháp luật. Cá biệt có trường hợp là cha đặt làm giả giấy phép lái xe rồi giao cho con sử dụng. Việc mua bán giấy phép lái xe giả không chỉ ảnh hưởng đến trật tự quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông đường bộ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông. Để không vi phạm pháp luật, người dân khi cần một tấm bằng lái xe cần đăng ký học tại các cơ sở đào tạo có uy tín. Trong công điện số 126, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND các thành phố trực thuộc Trung ương cần khẩn cấp lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo công năng, sử dụng thuận tiện với hệ thống nhà vệ sinh công cộng. Từ đó đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, hoàn thành chậm nhất là trong quý 3 năm nay. Và riêng đối với thủ đô Hà Nội thì việc cải thiện chất lượng nhà vệ sinh công cộng vẫn được vấn đề người dân đặc biệt quan tâm, như là một trong những nhu cầu thiết yếu, nhất là trong bối cảnh thành phố đang bắt đầu vào mùa du lịch, lượng du khách đến thành phố vào mỗi dịp cuối tuần rất đông. Trước cửa một nhà vệ sinh công cộng gần Tháp Rùa, Hồ Hoàn Kiếm, nhu cầu sử dụng rất lớn, nhưng số lượng phòng vệ sinh công cộng lại ít. Vì vậy, cảnh xếp hàng thường xuyên diễn ra. Em chờ lâu nhất cũng phải tầm 20 phút. Mình chờ nhà vệ sinh quá lâu ấy, kiểu mình mất hứng thú, kiểu việc đi chơi, mình chờ kiểu muốn về thôi. Nếu không thể sử dụng nhà vệ sinh công cộng khi có nhu cầu, người dân và du khách buộc phải ghé vào quán nước hoặc nhà hàng mua đồ, rồi tranh thủ sử dụng nhà vệ sinh ở đó. Trong khi tại nhiều quốc gia, người dân có thể thoải mái sử dụng nhà vệ sinh của các nhà hàng, quán ăn trên đường phố. Ở những cái khu vực như quanh bờ hồ chẳng hạn thì lại có rất nhiều những cái không gian công cộng hoạt động dịch vụ thương mại thì lại nên đưa những cái nhà vệ sinh đó vào trong các cái cơ quan dịch vụ đấy, bởi vì là nó có thu phí, nó có dịch vụ và cái việc duy trì hoạt động vệ sinh ấy phân bổ giảm đi cái gánh nặng của xã hội thì cũng là phù hợp. Tại các khu đô thị mới như Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy có hàng chục tòa chung cư cùng lưu lượng người dân đi lại, hoạt động ở các khu vực công cộng rất lớn, nhưng nhà vệ sinh công cộng hầu như vắng bóng.
Theo kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, cần tính đến việc xây dựng nhà vệ sinh công cộng ở tầng ngầm các tòa nhà cao tầng trong quá trình quy hoạch. Tại các nước phát triển thì họ làm những vệ sinh công cộng ở khu vực dưới tầng ngầm rất tốt. Thì chủ yếu là xử lý kỹ thuật và hướng lối tiếp cận thôi. Nếu chúng ta xử lý được tất cả những vậy cho tất cả mọi đối tượng, kể cả cho người tàn tật tốt, thì không gian ngầm vẫn là cái nơi mà thuận tiện hơn cả. Sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh cũ, bổ sung thêm các nhà vệ sinh mới ở những điểm công cộng còn thiếu, lập chỉ dẫn để người dân và du khách tiếp cận sử dụng. Nhiều giải pháp cần được Hà Nội khẩn trương tính toán để tránh trường hợp chỗ thì thiếu nhà vệ sinh, chỗ thì nhà vệ sinh có nhưng đã chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc trở thành nơi để mọi người xả rác như thế này. Chính phủ Anh trong tháng này được dự báo là sẽ phê chuẩn việc phát triển lúa mì được chỉnh sửa gen. Sở dĩ chính phủ Anh có thể có bước đi này là vì các nhà khoa học Anh cho hay là họ đã thành công trong việc chỉnh sửa gen lúa mì, khiến giảm được đáng kể lượng hợp chất có thể gây nguy cơ ung thư. Đây là cánh đồng lúa mì mới ở thời kỳ đầu phát triển ở hạt Hertfordshire, nước Anh. Các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Rothamsted đang sử dụng lúa mì để tạo ra một sản phẩm lúa mì khác bằng cách chỉnh sửa gen. Mục đích là ngăn lúa mì tạo ra một hợp chất có tên là asparagine. Khi bột mì được nướng thành bánh, asparagine được chuyển hóa thành một hợp chất khác được gọi là acrylamide. Hấp thụ rất nhiều acrylamide thì có nguy cơ ung thư. Chúng tôi cố gắng giảm lượng asparagine trong hạt lúa mì để giảm lượng acrylamide sinh ra trong bánh mì khi bánh được nướng lên, kể cả trong các sản phẩm khác làm từ bột mì như đồ ăn sáng, bánh quy. Cho đến nay, các nghiên cứu cho thấy hợp chất acrylamide có liên quan đến các hậu quả tiêu cực như ung thư mới chỉ được tiến hành ở động vật. Và các nghiên cứu này cũng sử dụng lượng acrylamide lớn hơn rất nhiều và trong khoảng thời gian dung nạp cũng ngắn hơn rất nhiều so với mức chúng ta hấp thụ qua việc ăn các sản phẩm bột mì nướng. Vậy nên các nhà khoa học Anh đang nỗ lực giảm tối đa nguy cơ đối với con người. Hiện tại, thực phẩm biến đổi gen vẫn chưa được cho phép sử dụng ở Liên minh châu Âu và Anh. Nhưng do nguy cơ từ hợp chất acrylamide nên quy định này đang được xem xét điều chỉnh. Và các nhà khoa học cũng còn phải thuyết phục được cả người nông dân về sản lượng và chất lượng của loại lúa mì chỉnh sửa gen. Giảm được asparagine 50%, giảm được acrylamide 50% trong bột mì nướng là kết quả rất đáng mừng, tích cực. Nhưng mới chỉ thử nghiệm được một năm, chúng tôi còn phải xem loại lúa mì này sẽ cho sản lượng và hàm lượng protein ra sao trong mấy năm tới, rồi mới chuyển giao cho người trồng.